Cô chào tất cả các em. Hôm nay, cô chào chúng ta lại bước vào chương trình học trực tuyến bộ môn ngữ văn 8. Tiết 25. Đánh nhau với cối xay gió, trích Don Quixote. Mục tiêu cần đạt. Cô sẽ giúp các em thấy rõ tài nghệ của Cervantes trong việc xây dựng cặp nhân vật bất hủ Don Quixote và Sancho Panza. Họ tương phản về mọi mặt. Từ đó, đánh giá đúng đắn các mặt tốt, mặt xấu của hai nhân vật ấy và rút ra bài học thực tiễn. Trước khi vào bài mới, các em cùng cô củng cố lại kiến thức. Hãy nêu cảm nghĩ của mình về nhân vật cô bé bán sim trong đoạn trích cùng tên của nhà văn Andersen. Cô bé bán sim là một cô bé tội nghiệp, bất hạnh và rất đáng thương. Qua câu chuyện, em hiểu gì về tấm lòng của nhà văn Andersen? Nhà văn Andersen đã cảm thông, trân trọng và ngợi ca những mơ ước bình dị và kỳ diệu của tuổi thơ. Qua đó, nhà văn còn muốn gửi gắm đến chúng ta một thông điệp gì? Thưa, ông nhắc khẽ mọi người phải biết san sẻ tình yêu thương, đừng có phũ phàng hoặc vô tình trước những nỗi đau, nỗi bất hạnh của các em nhỏ. Các em thân mến, thật sự Andersen có một lối viết nhẹ nhàng. Các tác phẩm của ông đều mang giá trị nhân bản, giúp ta thấy được ông là nhà văn của mọi thời, mọi người và mọi nhà. Như Hugo, đại văn hào Pháp đã nói, hãy nghĩ đến và phấn đấu vì một ngày mai đẹp, cho tuổi thơ được sống trong ấm no, hạnh phúc, được ca hát và hòa bình. Giờ đây, cô chào chúng ta cùng bước vào bài mới. Các em thân mến, trong cuộc đời của mỗi người luôn có những biến động, thăng trầm, và chính những nghịch cảnh ấy sẽ giúp con người có thêm nhiều kinh nghiệm, từ đó rút ra những bài học hữu ích cho bản thân. Đặc biệt với những nhà văn sẽ là vốn hiểu biết sâu rộng để họ tạo nên những đứa con tinh thần và dùng chính ngòi viết của mình gửi gắm một thông điệp nào đó. Cervantes đã làm nên tích phẩm vĩ đại nhất của thời đại phục hưng, Don Quixote, với cặp nhân vật bất hủ Don Quixote và Sancho Panza. Để hiểu hơn về đoạn trích đánh nhau với cối xay gió, cô trò chúng ta cùng bước vào bài. Các em quan sát cho cô một số hình ảnh quốc kỳ, một góc của đất nước, với những chiếc cối xay gió, những cánh đồng hoa, lễ hội văn hóa như đấu bò tót, điệu nhảy flamenco, để chúng ta thấy được đây chính là đất nước Tây Ban Nha. Chính nơi đây đã sản sinh ra nhà văn lỗi lạc Cervantes. Ông sinh năm 1547, mất năm 1616. Là nhà văn lỗi lạc của Tây Ban Nha, với cuộc đời đầy khó nhọc, trải qua nhiều tuổi cực, nhưng ông luôn vươn lên với sự thông minh, sáng tạo và ham học hỏi. Chính cuộc đời vất vả và trải qua nhiều nghịch cảnh đã giúp ông có nhiều trải nghiệm và vốn sống cuộc đời rất phong phú để trở thành một nhà văn nổi tiếng. Ông sinh ra trong một gia đình quý tộc nhưng bị sa sút, từng tham gia binh lính và cụt mất cánh tay phải. Ông cũng từng bị bắt làm tù binh của bọn cướp biển
và được gia đình chuộc lại. Trở về cuộc sống bình thường, ông viết vang và kiếm sống. Văn phong của ông giàu chất hiện thực, ngợi ca những nét đẹp mộc mạc của tầng lớp bình dân. Ông thường sáng tạo ra các kiểu nhân vật, vừa điên rồ, vừa sáng suốt, và dùng tiếng cười, những thủ pháp lạ hóa, bóc trần, những thói hư tật xấu của con người trong xã hội phong kiến lúc bấy giờ. Về phần tác phẩm, Don Quixote gần hơn 1.000 trang và có hai phần. Phần 1 là 52 chương, được xuất bản năm 1605, và phần 2 là 74 chương, xuất bản năm 1615. Tập trung nói về nhân vật bất hủ của mọi thời đại mang bản chất xã hội, đó là Don Quixote và Sancho Panza. Hôm nay, cô trò chúng ta tìm hiểu đoạn trích thuộc chương thứ 8 trên 126 chương của tiểu thuyết Don Quixote. Ở phần này, tả Don Quixote đánh nhau với cối xay gió không phải là phần dài nhất. Tuy nhan đề của bài là đánh nhau với cối xay gió, nhưng nội dung chính không phải là chuyện đánh nhau, mà là theo dõi hai nhân vật Don Quixote và Sancho Panza suốt quá trình trước, trong và sau cuộc giao tranh. Chúng ta thấy được những sự việc chủ yếu, qua đó thấy tính cách của hai nhân vật được bộc lộ. Chúng ta sẽ nhìn thấy và nhận định về những chiếc cối xay gió ở phần 1, thái độ và hành động của mỗi người ở phần 2, quan niệm và cách ứng xử của mỗi người khi bị đau đớn chung quanh chuyện ăn, chuyện ngủ ở phần 3. Giờ đây, chúng ta cùng bước vào phần đầu tiên, tìm hiểu về hiệp sĩ Don Quixote. Don Quixote xuất thân là một lão quý tộc nghèo ở nông thôn, tên thật là Quijada. Người lão gầy gò, cao lên khen và trạc 50 tuổi. Lão say mê các truyện kiếm hiệp phiêu lưu. Đầu óc lão ngày càng trở nên mụ mẫm, chìm đắm trong mộng tưởng hão huyền. Lão luôn mơ ước trở thành một hiệp sĩ san hồ đi khắp đất nước Tây Ban Nha, diệt trừ lũ khổng lồ yêu quái, phò đời cứu nguy, thiết lập lại trật tự và công lý, để lại bao chiến công oanh liệt cho đời. Con ngựa gầy được lão phong cho cái tên rất oai, chiến sĩ. Cô xin lỗi, chiến mã Rocinante. Lão tự xưng là hiệp sĩ Don Quixote xứ Mancha. Một anh nông dân lùn cục mịch được lão phong tước là giám mã Sancho Panza. Đã là hiệp sĩ thời thượng thì phải có tình nhân. Lão nhớ ngay một phụ nữ mà lão thầm yêu chợt nhớ thời còn trai trẻ. Lão liền ban cho ả nhà quê một cái tên rất quý tộc mỹ miều, công nương Dulcinea. Lão làm lễ thụ phong trước ngày lên đường chinh chiến. Có một chi tiết khá thú vị là trong lễ thụ phong này tại quán trọ, hai ả gái bán thân được nhà hiệp sĩ xứ Mancha ban tước thành hai công nương vô cùng tôn quý. Và hài hước nhất là lão tìm được binh khí, giáp trụ của tổ tiên để lại
đã han rỉ. Lão sửa chữa, đánh bóng lại để tự vũ trang cho mình. Sau trận đánh nhau với bọn lái buôn, vì họ không chịu công nhận Dulcinea là đẹp nhất thế gian, Don Quixote bị nện một trận như tử, bị bắt đưa về làng một thời gian. Giờ đây, lão lại ra đi với mộng chiến công mới. Lần này, có giám mã Sancho Panza theo hầu. Trận đánh nhau với lũ cối xay gió là một trận đánh nảy lửa, là đỉnh cao của màn hài kịch, chế giễu những kẻ ngông cuồng mê muội, luôn luôn sống trong mộng tưởng hão huyền. Trận đánh diễn ra vào lúc ban trưa. Từ xa, nhìn thấy 30-40 chiếc cối xay gió giữa đồng. Hiệp sĩ xứ Mantra đã reo lên vì vận may đã tới. Quân địch là mấy chục tên khổng lồ hung tợn, mà cánh tay mỗi đứa dài gần tới 2 dặm. Không biết lão có hay mỗi dặm dài đến 432 mét, đâu phải vừa. Lão phải kết liễu đời lũ khổng lồ yêu quái này, trước tiên là để thu chiến lợi phẩm mà trở nên giàu sang phú quý. Sau nữa là quét sạch cái giống xấu xa này ra khỏi trái đất để phụng sự Chúa. Phải công bằng mà nói, tuy lão có nhìn gà hóa cáo, nhưng mục tiêu chiến đấu của lão không kém phần thiên liêng. Mặc dù đã bị giám mã Sancho hết lời can ngăn, nhưng lão hiệp sĩ bỏ ngoài tai hết. Trước khi đánh nhau, Don Quixote đã nói rất hùng hồn. Lúc thì nạc quan giám mã: nếu anh sợ thì hãy mau mau lánh ra xa mà cầu kinh, trong lúc ta đang đương đầu với chúng trong một cuộc giao tranh gay go và chênh lệch. Lúc thì lão hiệp sĩ lại thét lớn đằng đằng sắc khí: lũ súc sinh kia không được chạy trốn, có ta là hiệp sĩ một thương một mã đến đọ sức với bọn ngươi đây. Lúc thì oai phong lẫm liệt cảnh cáo: dù cho bạn ngươi có vung nhiều cánh tay hơn cả khổng lồ Riareo, các ngươi cũng phải đền tội. Trước lúc vào giao phong với lũ khổng lồ mà cánh tay mỗi đứa dài gần bằng 2 dặm, thì khổng lồ Riareo xưa dù có đến 100 cánh tay cũng chẳng so sánh được. Vì thế, Don Quixote không quên cầu cứu nàng Dulcinea phù hộ và giúp cho lúc cơn nguy hiểm này. Tư thế của lão hiệp sĩ vô cùng dũng mãnh hiên ngang, lấy khiên che kính thân, tay lăm lăm ngọn giáo, đâm vào cánh quạt ở cối xay gió gần nhất. Tưởng là lũ khổng lồ sẽ máu đổ xương tan, ai ngờ gió nổi lên dữ dội, cánh quạt quay tiếp khiến ngọn giáo gãy tan tành. Đây là hình ảnh lão hiệp sĩ lừng danh trên chiến địa, cả người lẫn ngựa ngã chổng kềnh ra đất. Và trong lúc giám mã thúc lừa tới cứu, thì đã thấy chủ tướng nằm không cựa quậy sau cú ngã như trời sáng. Đoạn văn rất hài hước, hóm hỉnh, nghệ thuật dựng cảnh và kể chuyện rất tài tình, làm hiện lên một trận đánh thời Trung Cổ. Có giàn trận, có đấu khẩu trước lúc giao phong, có cảnh đánh nhau dữ dội, quyết tử, có bại chiến trường sau trận đánh diễn ra. Hiệp sĩ Don Quixote, một người hùng đích thực, sống trong ảo tưởng hão huyền. Sự mụ mẫn đến cực độ, cối xay gió mà lão cho là lũ khổng lồ quái vật, ngôn ngữ khoác lác, trống rỗng,
đại ngôn, cũng thét vang trong lúc xung trận. Cử chỉ điệu bộ và hành động cũng rất tự tin đàng hoàng, cực kỳ oai phong lẫm liệt. Đúng là coi cái chết nhẹ tựa long hồng. Hình ảnh Don Quixote nằm không cựa quậy trên mặt đất trước cặp mắt của quan giám mã là nét vẽ biếm họa đặc sắc nhất, có giá trị chế giễu tầng lớp hiệp sĩ thời Trung Cổ lỗi thời. Chúng ta sẽ không nhịn được cười khi lão hiệp sĩ cầu cứu tình nương trong lúc giao đấu. Câu chuyện giữa hai thầy trò sau trận đánh với Cố Say Gió cũng cực kỳ thú vị. Chết mà cái nết vẫn không chừa, bị thảm bại nhục nhã mà vẫn còn khoác lác. Trước lời an ủi của quan giám mã, Don Quixote đã chỉ cho anh béo lùn biết rằng cái nghề cung kiếm luôn luôn biến chuyển. Nghĩa là sự thắng, bại là chuyện bình thường. Nguyên nhân thất bại của Don Quixote là bất ngờ, vì lão pháp sư Perceval đã đánh cắp mất sách vở bảo bối của ta. Hắn đã thâm thù ta, hắn đã tước mất phần vinh quang chiến thắng của ta. Đúng là khẩu khí của hiệp sĩ xứ Mancha lừng danh thiên hạ. Chỉ thương cho con ngựa gầy nhom bị toạc nửa lưng, vẫn phải cõng chủ. Don Quixote quyết định đi về phía cảng La Piste, hy vọng sẽ gặp được nhiều chuyện mạo hiểm khác. Để thi thố tài năng, hiệp sĩ rất buồn phiền về cái giáo bị gãy, cái vốn sách vở kiếm hiệp lại ru lão vào những giấc mộng hão huyền. Phần cuối câu chuyện. Chuyện ăn, chuyện ngủ của hai thầy trò chàng hiệp sĩ. Với lý tưởng dẹp bất công, cố nguy phò rời, trong tâm hồn tính cách là hai thế giới riêng biệt. Đến giờ ăn, Don Quixote không hiểu vì sao mà chưa muốn ăn. Và dù bị thương, không hề rên rỉ, dù sổ cả gan ruột ra bên ngoài. Don Quixote thì thao thức suốt đêm. Chàng đã bẻ một cành khô lắp vào cán gãy làm thành một ngọn giáo. Chàng trằn trọc thâu đêm vì thương nhớ tình nương Dulcinea. Chiều qua đã nhịn, sáng nay lại không ăn. Chẳng phải là Don Quixote bị đau nên không ăn được, mà là chàng đang sống trong mộng mị. Vì chỉ nghĩ đến người yêu cũng đã no rồi. Vậy từ hình tượng Don Quixote, ta thấy được ưu điểm. Chàng là một người yêu tự do, có lý tưởng tốt đẹp, dũng cảm và không sợ gian khó. Phần nhược điểm là đầu óc luôn hoang tưởng và hão huyền. Thật sự, Don Quixote nực cười nhưng cũng đáng trách và đáng thương. Giờ đây chúng ta tìm hiểu qua nhân vật giám mã Sancho Panza. Xuất thân của Sancho Panza là một nông dân. Ngoại hình của chàng thì béo lùn và cưỡi con lừa thấp lè tè, luôn mang theo rượu và túi hai ngăn đựng đầy thức ăn. Khát vọng làm giám mã cho Don Quixote với hy vọng sau này sẽ được làm thống đốc cai trị vài hòn đảo. Nhưng chàng rất tỉnh táo khi Don Quixote đánh nhau với những chiếc cối xay gió. Anh đã can ngăn, tỉnh táo, nhận ra đó chính là những chiếc cối xay gió. Nhưng anh đứng ngoài cuộc, trở thành một kẻ hèn nhát. Nếu Don Quixote
bị sổ cả gan ruột ra bên ngoài không hề rên rỉ. Thì giám mã Sancho chỉ cần hơi đau một chút là rên rỉ ngay. Ta thấy được tính cách cực kỳ nhút nhát. Đối với Sancho Panza, được phép chủ sẽ ngồi thoải mái trên lưng lừa ăn một cách khoái trá, nghiên bầu rượu tu một hơi ngon lành, đúng là dĩ thật vi thiên. Sancho vừa nhấm rượu, quên cả những lời hứa hẹn của ông chủ phong cho anh ta làm thống đốc sau này, vừa vui vẻ suy ngẫm về cái nghề đi tìm kiếm chuyến phiêu lưu. Tuy có nguy hiểm, song không đến nỗi vất vả. Đó cũng là một nét vẽ hài hước về sự cái miếng ăn gần, cái ước mơ xa ở đời. Anh chàng ích kỷ luôn quan tâm đến nhu cầu vật chất, nhưng cũng có những ưu điểm luôn tỉnh táo và thiết thực. Nhược điểm là ước muốn tầm thường, chỉ nghĩ đến cá nhân và dẫn đến thực dụng rất tầm thường. Đặc biệt trong tác phẩm là cặp nhân vật tương phản. Chúng ta cùng xem lại một số ấy từ xuất thân, hình dáng, mục đích, tính cách và suy nghĩ của cả hai đều đối lập nhau. Đánh nhau với cối xay gió thật ra là một trang đời, một trong những chiến công oanh liệt của Don Quixote, hiệp sĩ xứ Mancha, đã ghi vào sử sách. Cervantes đã sử dụng thủ pháp trào lộng, phóng đại và tương phản đối lập trong các kể chuyện để dựng cảnh đã làm hiện lên một trang hiệp sĩ Tây Ban Nha thời Trung Cổ đã lỗi thời. Đằng sau câu văn, dòng chữ, ta luôn luôn bắt gặp nụ cười hóm hỉnh của Cervantes. Đằng sau nụ cười chế giễu của nhà văn là sự đề cao trong một chừng mực nhất định về tình yêu, về tự do, bình đẳng, sống thiết thực, yêu đời và mang giá trị nhân văn. Dụng ý nghệ thuật của nhà văn làm nổi rõ chân dung, tính cách của từng nhân vật. Qua đó ta thấy mỗi nhân vật đều có mặt tốt và mặt xấu không hoàn thiện. Vì thế, làm văn bản trở nên sinh động và chân thực. Họ vừa tương phản, vừa bổ sung cho nhau. Và ta nhận ra sự hoàn thiện chỉ có trong sự đối chiếu và bổ sung cho nhau. Có lẽ đó là triết lý mà Cervantes với giọng hài hước muốn gửi gắm qua cặp nhân vật Don Quixote và Sancho Panza cho văn học nhân loại. Giờ đây, các em sẽ củng cố lại kiến thức bằng cách chép vào trong vở bài học. Cô có một bài tập nhỏ về nhà. Các em hãy viết một đoạn văn ngắn từ 8 đến 10 câu trình bày suy nghĩ của em về nhân vật Don Quixote qua văn bản đánh nhau với cối xay gió của Cervantes. Và qua đó em rút ra bài học gì cho bản thân? Cô hướng dẫn các em về nhà. Các em xem lại bài học và làm bài tập, xem trước bài Tình Thái Tử và trả lời các câu hỏi trong sách giáo khoa từ trang 80 đến trang 83. Các em thân mến, cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các em trong những tiết học tiếp theo. Cô chúc các em luôn khỏe để theo dõi và học bài trực tuyến cho tốt nhé. Thân ái, chào các em.